Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube cũng như là Facebook của EOB Audio. Và ngày hôm nay em sẽ test chức năng của chiếc đèn pin nội địa Nhật mà shop đã nhập trong thời gian gần đây. Khác với hai phiên bản trước đây shop đã từng bán thì đèn pin này có hình dáng như cái búa thoát hiểm, có chiều dài có một gang tay, có cái phần đèn thân và được làm bằng thép không rỉ, đèn pin ở phía trước và cái đèn thân ở đây. Và thêm một cái cải tiến nữa là đèn pin này được sử dụng bằng viro, giống như cách mà chúng ta xài điện thoại. Tòa nhà đêm như này. Đây rồi quá. Các bạn thấy không? Rất là xa. Đi qua nhà chị đối diện luôn. Wow, rất là xa. Đây là một trong những đèn pin mà mình nói rất tiện lợi. Vừa rồi em đã test những cái công dụng chức năng của chiếc đèn pin nội địa Nhật này. Với 350k thì các bác có thêm một cái chiếc búa thoát hiểm, có thể dùng làm búa, có thể dùng làm dao cắt và cũng có thể dùng làm đèn pin, rất tiện dụng cho tất cả các anh em đi du lịch, đặc biệt là đi phượt. Có nhiều cái chế độ đèn pin, đèn SOS, vân vân, rất là nhiều thứ, tất cả đều tích hợp cho chiếc đèn pin này. Xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những đoạn clip tiếp theo ạ.